Chào mừng các bạn đến với bản tin eSports 360 ngày 24 tháng 6 của Tron eSports. Và ngay bây giờ hãy cùng Tron eSports điểm qua các tin chính có trong hôm nay nha. Rocket Lab bị cộng đồng đội thay thế bằng Uzi khi thi đấu quá tệ khiến Top eSports thua trận. PUBG Mobile sát cánh cùng hai huyền thoại Man United. Đội tuyển T1 thông báo kênh YouTube của Faker sẽ có phụ đề tiếng Việt. PUBG Mobile sát cánh cùng hai huyền thoại Man United sau hàng loạt thương vụ hợp tác đền đám toàn cầu trước đó. Trò chơi PUBG Mobile mới đây đã tiếp tục giới thiệu các đại sứ mới của mình nhân dịp diễn ra vòng chung kết UEFA Euro 2020. Tháng 6 năm 2021, PUBG Mobile mới đây đã công bố sự hợp tác với hai cựu danh thủ bóng đá quốc tế Patrick Evra của Pháp và Robin Van Persie của Hà Lan, với mục đích sát cánh cùng hai huyền thoại sân cỏ này cổ vũ cho các đội tuyển quê nhà của họ trên chặng đường thi đấu kế tiếp tại vòng chung kết UEFA Euro 2020. Đồng thời đây còn là dịp để cộng đồng những người chơi PUBG Mobile có thể chia sẻ niềm đam mê bóng đá của mình cùng các thần tượng một thời. Đồng hành cùng PUBG Mobile, cả Patrick Evra và Robin Van Persie đã cùng tham gia một đoạn TVC chia sẻ niềm hân hoan của fan hâm mộ khi đến với tựa game mobile sinh tồn này. Song song đó, hai danh thủ còn kêu gọi cộng đồng tham gia thử thách Kick Bottle Challenge trên TikTok diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến 12 tháng 7 sắp tới, cũng là giai đoạn đội tuyển Pháp và đội tuyển Hà Lan bước vào những trận đấu căng thẳng của lượt trận knockout tại vòng chung kết UEFA Euro 2020. Thực tế đây cũng không phải là lần đầu tiên PUBG Mobile hợp tác cùng các danh thủ bóng đá quốc tế. Trước đó vào năm 2020, tựa game mobile sinh tồn từng đồng hành cùng ngôi sao Kevin De Bruyne của đội tuyển Bỉ trong chiến dịch PUBG Mobile Global Extreme Challenge. Đội tuyển T1 thông báo kênh YouTube của Faker sẽ có phụ đề tiếng Việt. Sáng ngày 23 tháng 6, trên fanpage chính thức của đội tuyển Liên minh Huyền thoại T1 đã bất ngờ đăng tải bài viết bằng tiếng Việt với thông báo bổ sung phụ đề tiếng Việt cho các nội dung đã đăng tải trên kênh của Faker. Đây là bài đăng công khai và không giới hạn khu vực. Bên cạnh đó, nội dung thông báo cũng khiến người hâm mộ Faker tại Việt Nam vô cùng phấn khích. Từ trước đến nay, phần lớn cộng đồng fan Faker tại Việt Nam vẫn thường gặp rào cản về vấn đề ngôn ngữ khi theo dõi thần tượng của họ. Nhưng vấn đề này sẽ được khắc phục khi kênh YouTube của cá nhân Faker được bổ sung thêm phụ đề tiếng Việt. Cần phải biết rằng hiện tại kênh YouTube chính thức của Faker chỉ có duy nhất phụ đề tiếng Anh, đồng nghĩa với việc tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ nước ngoài thứ hai xuất hiện trên kênh này. Theo một khảo sát của tập đoàn SK Telecom vào năm 2019, thì Việt Nam là một trong ba top quốc gia có lượng người truy cập theo dõi các nền tảng mạng xã hội của Faker cao nhất. Thống kê chưa bao gồm Trung Quốc do nước này cấm YouTube. Mặc dù sức hút của LCK cũng được thể hiện rõ tại Việt Nam, nhưng thực tế có một bộ phận đông đảo người hâm mộ Liên minh Huyền thoại Việt xem giải đấu số 1 Hàn Quốc chỉ với mục đích theo dõi Faker thi đấu. Một thông tin khá thú vị nữa là kênh YouTube của Faker có số lượng người theo dõi nhiều gấp 2 lần kênh chính thức của đội, 1,41 triệu so với hơn 761.000 người. Và dĩ nhiên trong số đó có không ít người dùng Việt Nam. Jackie Love bị cộng đồng đòi thay thế bằng Uzi khi thi đấu quá tệ khiến Top eSports thua trận. Với việc sở hữu rất nhiều siêu sao như Knight, Kasa, Jackie Love, Top eSports được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cái tên cạnh tranh danh hiệu tại LPL mùa hè 2021. Tuy nhiên, những gì mà Top eSports thể hiện trong 3 trận đấu vừa qua là cực kỳ tệ. Họ đang có thành tích 1 thắng 2 thua và đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng LPL mùa hè 2021. Trong trận thua mới nhất trước đội tuyển Rare Item, nhà vô cựu vô địch chung kết thế giới 2018, Jackie Love trở thành tâm điểm chỉ trích từ phía cộng đồng. Ở trận đấu này, Test nhập cuộc vô cùng tự tin và tấn công liên tục lên khu vực phía trên bản đồ của Ra. Sau 24 phút thi đấu với chênh lệch lợi thế trên 10.000 tiền, Test dễ dàng bóp ngạt Ra và vươn lên dẫn trước trong loạt BO3. Sang ván 2, Test tiếp tục sử dụng đội hình Juggernaut với Jackie Love, Cookmore là đầu tàu sát thương. Tuy nhiên, những tình huống có máu khó chịu đến từ iBoy, Varus và việc dứt điểm đơn mục tiêu của Fofo, LeBlanc khiến cho chiến thuật của Test phá sản. Khi đội hình của Ra đã đạt được ngưỡng sức mạnh cần thiết, họ dễ dàng tiến vào và phá hủy nhà chính của Test, cân bằng tỷ số 1-1 và bước đến ván đấu thứ 3. Tại ván đấu quyết định, Knight Silas đã thi đấu xuất sắc để giúp cho Top eSports giữ lại thế trận, nhưng chừng đó là chưa đủ. Phút 33, Rai của Fofo đã sử dụng chiêu cuối vòng xoáy không gian vô cùng chí mạng đưa 4 thành viên của Rare Item vào phá hủy nhà chính của Top eSports. Trước tình huống này, Top eSports không kịp trở tay và đành chấp nhận thất bại 1-2 trước Rare Item. Sau trận thua với phong độ tệ hại của Jackie Love thì anh đã nhận về rất nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ, thậm chí còn có một số ý kiến muốn thay thế anh bằng Uzi, một người đang muốn quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Sở dĩ lý do Jackie Love bị chỉ trích nhiều đến vậy là bởi anh chàng này đã có một game 3 cực kỳ đáng quên với vị tướng Ezreal. Hai lần nằm xuống không đáng có của Jackie Love tại phút 27 và 29 có thể nói đã khiến Top eSports đánh mất hoàn toàn lợi thế trước đó. Đây là điều kiện để phía Rare Item có thể phá hủy hai trụ nhà chính của Top eSports rồi sau đó có một pha backdoor để kết thúc trận đấu. Với trận thua muối mặt này trước Rare Item, Top eSports đang bị đặt ra dấu hỏi rất lớn về khả năng có một
vẻ chờ ở vòng playoff chứ chưa nói tới cạnh tranh danh hiệu. Chúng ta cần nhớ rằng trong 3 trận đấu đã qua thì ngoài Riêng Đông Gaming, Top Esports chưa thực sự phải đối đầu với một đội tuyển lớn nào cả. Ấy vậy mặt này cùng với những người đồng đội đã phải đón nhận tới 2 thất bại. Ở trận đấu tiếp theo của tuần 3 giải LPL mùa hè 2021, Top Esports sẽ phải đụng độ với LGD Gaming. Sau đó ở tuần 4 họ sẽ phải đối đầu với Royal Never Give Up và Edward Gaming. Và đây hứa hẹn sẽ là những trận đấu vô cùng khó khăn của Top Esports.